đây là hai cái lọ hoa đu đủ ngâm mật ong gửi về cho quý quan chị. Chào cháu nhá. Tình hình hôm nay được giao cho. Vâng, đây là mấy con dao trắng ông vừa chưa hoàn thiện đâu. Thì hôm nay thầy trò cháu sẽ lên là tranh thủ là sẽ ngồi đợi ông để hoàn thiện nhá. Chắc là cũng phải muộn muộn tí mới về được ấy. Một con này đấy thầy. Hả? Con này chưa có vỏ đâu đúng không? Chưa. Thế làm vỏ đi xong nó may. Cháu này bảo em nó lấy cho. Nó được thầy, nó được thầy, thầy thôi. Mình cái đây mình để được. À đúng rồi. Mình làm được cái con bé là mình không có tiền tiêu. Mình bán con to mình đi. À. Để con bé dùng. Vâng, thế hôm nay cố gắng hoàn thiện nhá. Cháu đã lên tới đây rồi, cháu đợi lấy luôn đấy. Đưa cháu xem tí. Đấy. Vâng. Đây làm đều gỗ như nhau hết nhưng con này thì dùng lâu rồi, hơi dùng một tí thì nó dính nước thì nó chuyển sang màu đen, còn đúng màu của nó là màu này phải không trắng? Toàn là lim vàng đỏ hết nhá, lim vàng đỏ, nó tiếng Mông gọi là su phải không? Đúng. Đây. Đây cũng là hàn bạc hết. Tóm lại là ở trên này là ông trắng không hàn bằng những que hàn đâu mà ông hàn bằng bạc hết đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Chất lượng. Vâng, chào quý quan chị nhá. Hôm nay là học trò cháu lấy được ít dao về. Trong gần một tháng nay rồi thì ông trắng làm. Nói chung là đợt này cũng rất là nhiều các bác các chú là nhờ nên là nó cũng hơi lâu một tí nên là rất là mong là quý anh chị là thông cảm cho thầy trò cháu. Đợt này mang dao về thì đây trong vòng đợt này là đúng một tháng. Một tháng là lão sư phụ làm được tất cả cái dòng này gọi là dòng lim vàng đỏ thép nhịp quát luôn. Rất đẹp. Soi qua cho quý anh chị xem một lần. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Chiều hôm nay thì lúc cháu lên thì ông Tráng vẫn chưa hoàn thiện xong. Thì chờ thì hiện tại đến bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm thì cố gắng để chờ để cho lão sư phụ làm xong thì là lấy về luôn cho quý quan chị nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Bây giờ cháu sẽ đi vào chi tiết từng cây cho quý quan chị xem. Đây, quý quan chị xem nào. Đây là một cái dòng quần trúng. Dòng trúng là do chính tay lão sư phụ làm ra, rất là đẹp. Bản này là bản con này con 28 này. Bản rộng 5 phân. Sống lưng là dài trên 6 ly. Trên 6 ly là quá dày nhá. Chặt chém thì cầm quá là đầm tay luôn, thái nó cũng gọi là vừa tay. Nói chung là cái dòng quần trúng này là như, tại sao là gọi là dòng quần trúng? Là vì là như này quý quan chị ạ, nếu mà thường thường các bác cứ hay đặt là có phải là con to cơ. Nhưng thường thường con to nó không ăn thua đâu, con to thì chặt thì nó lúc đầu lực nó khỏe thôi nhưng mà dùng lâu ấy thì nó rất là mỏi tay. Nó rất là mỏi tay nên là như con này là con vừa tay nhất thì gọi là cái dòng quần trúng. Nên nó có thể làm được rất là nhiều việc. Làm đa di lăng. Cháu kép thử cho quý quan chị xem. Quá là sắc luôn. Hôm nay về được chắc là cũng đủ cho các bác các chú thôi. Con nặng như con nào luôn nha. Đúng một khuôn của lão sư phụ. Bản rộng trên 6 ly, con này dày 6 ly, bản rộng 5 phân. Con này cũng là bản 28 thì qua chị ạ, hơn 28 tí, vừa gym 28 luôn.
con này xem nào. Con này là con này khả năng là hơn đấy, thấy nó to to. À con này con 29. Con này là bản 29 như các anh chị ạ. Nói chung là dao động từ 28 đến 30. Đấy là sư phụ làm, bởi vì làm thủ công thì nó cũng không thể là chuẩn zin như kiểu người ta cắt máy được. Đợt nhíp này là chuẩn như cũ ác luôn nhá quý anh chị nhá. Tất cả cái dòng nhíp này hôm vào thầy cho cháu biết kiếm về cho lão sư phụ. Thường thường là ở trên này các bác thợ người vùng cao họ cũng không biết là kiếm nhíp đâu, thấy có nhíp là họ cũng làm thôi, nhưng mà để những cái nhíp mà xịn chuẩn thì là thầy cho cháu là tìm hiểu trên mạng và cũng rất nhiều anh em là những ở dưới miền trong thì cũng có thôi, nhất là trong vùng Quảng Trị với vùng Bình Dương hay có thì mới nhờ các bác các chú cháu mới mua xong rồi gửi ra cho. Chứ còn ở ngoài Tây Bắc này thì bây giờ hết rồi, ngoài Tây Bắc bây giờ chỉ còn nhíp xe gym với nhíp IFA. Mấy con dao này thì là quần chúng như nhau đấy nhá quý anh chị nhá, thì con có nghĩa là quần chúng từ 28 đến 30. Tí nữa thầy trò cháu dán logo và có nghĩa combo là một dao này, một con dao này và có kèm theo dây nhá, kèm theo dây đầy đủ, combo là 850.000, phí ship là bên mua chịu. Vâng, thưa quý anh chị là trong ngày hôm nay thì là thầy trò cháu đã dán xong cái logo nhá, logo tem thầy trò vùng cao. Vâng, trong ngày hôm nay thì thầy trò cháu đã dán xong cái logo của team thầy trò vùng cao để gửi tới cho quý anh chị nhá. Vâng, và những con dao này thì thầy trò cháu chỉ làm của đúng một thợ thôi, đó chính là lão sư phụ là ông Tráng, độc quyền trên kênh thầy trò vùng cao, gửi về cho quý anh chị. Vâng, và trong ngày hôm nay thì thầy trò cháu sẽ gửi về cho cô Loan là 5 kg, 5 cân mật ong khoái rừng và 2 lọ hoa đu đủ rừng đã ngâm mật ong nhé. Hoa đu đủ này là bà con đã lấy và phơi khô ngâm mật ong, gửi về cho cô Huệ ở Đồng Nai, và mật ong thì gửi về cho cô Loan ở Thái Bình, ở Tiền Hải Thái Bình. Vâng, hôm trong bộ dao ngày hôm nay thì sáng chắc là đến trưa mai thì thầy trò cháu mới đóng gói để gửi về cho quý anh chị, cho vì bây giờ cũng khuya quá rồi. Thì cũng rất là mong là các bác chú thông cảm với thầy trò cháu, vì đợt vừa rồi thì cũng là rất là nhiều người cũng yêu quý dao mèo của ông Tráng là lão sư phụ, một nghệ nhân làm dao ở Tây Bắc rất là đẹp và chất lượng, thì cũng có rất là nhiều người biết tới, cũng nhờ bên kênh thầy trò vùng cao là nhờ tới lão sư phụ là có rèn cho các bác các chú. Nhưng mà vì thời gian này cũng là rất là nhiều người nhờ nên là lão sư phụ cũng làm nó cũng hơi lâu, nên cũng rất là mong là quý các anh chị là thông cảm cho thầy trò cháu nha. Đây, cho quý các anh xem lại một lần, rất là đẹp luôn. Vâng, giá thì thầy trò cháu đã báo ở bên trên rồi ạ. Vâng, combo một con dao như thế này có đầy đủ là lá chắn đồng, chuôi khâu đồng hàn bạc và có lắp đít, có dây đeo đầy đủ, combo một con dao như này là 850.000 nhá quý các anh chị nhá. Vâng, mọi chi tiết xin liên hệ trên số thầy trò cháu để trên màn hình ạ. Rất là cảm ơn quý các anh chị rất nhiều. Chúc quý các anh chị có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.